Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái tutorial nâng cao nữa. Và ở cái tút này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để chúng ta xóa được một vật thể bất kỳ ở trong bằng Photoshop, trong hình bằng Photoshop. Rồi, ok, ở đây mình có cái hình gốc như thế này. Cái hình gốc này các bạn có thể tải ở ngay phía dưới, link phía dưới phần description, tức là phần mở rộng á, ở trong dưới cái video này ha. Thì ở cái này là hình gốc, hình do mình chụp, cho nên là nếu các bạn có sử dụng lại, vui lòng để credit tên mình hoặc là để sưu tầm, chứ đừng ghi là bạn chụp thì hơi buồn ấy. Rồi, ok, thì đây cái hình gốc như thế này ha. Sau khi chúng ta xóa xong, là các bạn sẽ thấy là kết quả chúng ta sẽ có được như thế này. Tất nhiên là tốt hơn như thế này chút xíu, là cái này mình làm mẫu thôi. Đó, đại khái chúng ta sẽ xóa bỏ đi cái thùng rác quỷ ma này. Cái hình này thì hồi trước là hình khoảng 2 năm trước mình cầm máy, mình đi lang thang ở trong Sài Gòn mình chụp thôi. Thì cái khoảng khắc này nó khá hay, mình cũng thích, cho nên là có thể nói là một trong những tấm hình street life tốt nhất của mình. Nhưng trình độ chỉ có thế thôi, nên các bạn nào chụp pro ấy đừng có cười, tội. Rồi, ok, thì đây ha, để bắt đầu. Thì ở cái gọi là cái xóa vật thể như này á, thông qua những cái việc mà mình hướng dẫn ở đây thì hy vọng là các bạn có thể áp dụng cho bất kỳ một cái trường hợp nào khác ở trong cái hình của các bạn ha. Tại vì đa phần đây mình có những cái trường hợp như sau này. Thứ nhất là những cái texture lặp lại, các bạn có thể thấy là cái phần mặt đường này, nó là một cái phần mặt phẳng, nó rất dễ làm cho chúng ta cảm giác là nó bị lặp lại, chúng ta bị lộ. Cái thứ hai là đây chúng ta phải tạo ra được cái viền, những cái vật thể mà nó bị che mất ở những cái góc như thế này, thì cách nào để chúng ta tạo ra được, tái tạo lại cái góc như vậy ha, cái viền, cái góc như vậy. Một số cái điểm đấy, ví dụ như là ánh sáng, các thứ. Rồi, ok ha, thì để bắt đầu luôn. Đầu tiên, cái công cụ mà mình hay dùng nhất, clone stamp, tất nhiên rồi. Cái nhóm thứ hai, có hai nhóm mình hay sử dụng. Thứ nhất là Healing Brush và Clone Stamp. Ở Clone Stamp thì chúng ta chỉ cần sử dụng Clone Stamp thôi, còn Pattern Stamp Tool này thì hiếm khi xài lắm. Ok ha. Rồi, cái nhóm thứ hai ta cần tập trung thì đó là Spot Healing Brush, Healing Brush Tool và Pack Tool. Ở đây mình sử dụng nhiều nhất là Pack Tool và Spot Healing Brush. Ok, thì để đầu tiên bắt đầu vô này. Mình sẽ bỏ cái After này đi, ta có cái hình Before. Nhìn tổng thể cái ha. Đó, rồi. Ở đây có thể thấy là hình này khá ổn. Tuy nhiên là ngoại trừ về mặt nội dung, tự nhiên đang có hình như thế này. Tuy nhiên có một cái thùng rác rất là không liên quan nằm ở giữa, cho nên tất nhiên là chúng ta cần phải xóa đi. Tương tự ở những cái hình của các bạn, những cái vật thể này chúng ta cũng có thể tạm gọi là rác. Mình có một cái tutorial cách xóa những cái chi tiết nhỏ nhỏ rác như vậy trong hình. Và mình rất là khuyến khích các bạn coi cái tút đó, tại vì không phải là cái kỹ thuật chúng ta xóa đi. Cái kỹ thuật xóa đi thì nó đơn giản thôi, nhưng mà cái cách để chúng ta nhìn nhận một cái vật thể nào nó là một cái thứ gọi là nó chắn ngang tấm hình chúng ta, nó làm phân tâm tấm hình chúng ta, cho nên là chúng ta cần phải xóa đi. Tại vì chúng ta sẽ tập trung hơn, giúp cho người xem người ta tập trung hơn vào cái chủ thể cũng như là cái nội dung mà cái hình bức hình chúng ta truyền tải. Ví dụ như là hình này chẳng hạn thế, với một cái vật thể nó lớn như thế này, vật thể lớn. Và nếu như chúng ta gọi là dễ dãi quá, gọi là dễ tính quá, chúng ta thường hay bỏ qua cái này. Và sau này ví dụ như là các bạn có gửi cái hình này mà đem đi thi chẳng hạn thế, các bạn có thể thấy là nội dung khá là ổn. Ví dụ như là thằng nhóc này thích chơi mấy trò chơi ông già bán chẳng hạn thế, thì tự nhiên có một cái thùng rác chiếm trệ ngay phía dưới, lại còn màu cam chứ, đã to mà lại còn màu cam, cho nên là nó làm phân tâm của người xem, cho nên là việc chúng ta phải xóa đi. Tương tự với những cái trường hợp khác trong hình, các bạn có thể là xóa đi hoặc là chúng ta khắc phục vấn đề đấy. Đặc biệt là các bạn chụp mẫu hay là chụp tòa nhà đó, chụp kiến trúc đó. Rồi, ok, vô luôn ha. Đầu tiên ta bắt đầu đi từ trên dưới động được, tuy nhiên là ở đây mình thích cái khó trước, đó là về cái mặt lặp lại. Đây, mình tạm gọi là cái pattern. Các bạn để ý khi mà chúng ta xóa thì các bạn có thể để ý những cái chi tiết mà nó dễ lặp lại. Ví dụ như là đây, cái đường viền ở phía trên này, cái đường xét đường thì bạn có thể thấy là lúc nào nó cũng là màu trắng, màu đỏ, màu trắng, màu đỏ, sau màu trắng, màu đỏ. Thì ở đây cái phần màu trắng này nó tương đối, có thể là ở phần giữa này nó không có phần nào lặp lại đâu.
Tại vì các bạn có thể thấy là nếu như có thì đây có thể là màu trắng thì ở giữa là màu đỏ nó bị khuất đi. Tuy nhiên đây nó lại là màu trắng và màu đỏ thì ở giữa chắc chắn là không có. Thì cái phần màu trắng và phần màu đỏ này nó phải dài dài ra tí, có thể là cái khoảng cách nào đây. Đó, mình nhắm chừng trước là như vậy. Thì sau đó chúng ta bắt đầu chúng ta clone. Cái cách clone làm sao? Đầu tiên, luôn luôn cái việc làm chắc chắn là mình sẽ làm, đó là bấm chuột phải chọn duplicate. Ok, để chúng ta tạo ra một cái background, một cái layer background lặp lại như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng clone stamp tool. Tuy nhiên clone stamp tool chúng ta sẽ không có sử dụng ngay ở trên cái background, trên cái hình chúng ta, mà chúng ta sẽ tạo ra ở trên một cái layer trống. Chúng ta click ở đây tạo layer mới ha, hoặc là Ctrl Shift N. Ctrl Shift N thì nó cũng sẽ tạo ra một cái layer mới. Ở cái layer này thì chúng ta sẽ clone stamp ha. Trước khi mà chúng ta tùy chỉnh thì chúng ta tùy chỉnh một số thứ ở trong clone stamp. Thứ nhất là size. Cái size thì các bạn có thể tăng giảm giống như là brush, chúng ta có thể sử dụng cái nút mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông đó để tăng giảm. Ở trên bàn phím các bạn đó là mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông đó, kế bên cạnh phím enter. Đó thì chúng ta tăng giảm cho nó nhanh. Cái thứ hai là opacity. Opacity thôi. Tại flow thì nó dùng cho Wacom hoặc là bảng vẽ thì nó cũng không có nhiều ảnh hưởng. Ta chủ yếu để opacity. Thông thường opacity ở những cái vật thể lớn này thì mình cứ để opacity là 100% để khi chúng ta click một cái là nó lấp hẳn luôn, nó không có mờ mờ, chúng ta phải click 2 lần, 2-3 lần thì nó mới lấp hẳn được. Ok ha. Tiếp theo cái này ở line, lát nữa mình sẽ nói tới cái quan trọng nhất, đó là sample, tức là lấy mẫu ở đâu. Thì chúng ta sẽ chọn là Hidden and Below. Hidden and Below để nó lấy mẫu ở layer này và ở layer phía dưới nó ha. Layer ở phía dưới nó. Ok, tiếp theo ta chọn vào layer background này ha, và chúng ta sẽ bắt đầu clone. Ở đây làm như sau, ta để phím Ethernet ha. Đầu tiên để phím Ethernet lấy mẫu. Lấy mẫu ở đây. Bây giờ mình muốn lặp lại nè, đưa chuột qua đây tí, bắt đầu chúng ta click. Nhớ click cẩn thận và kiểm tra cái hướng đi của nó sao cho nó phù hợp ha. Ví dụ ở đây mình muốn cho nó xuống xuống thêm một chút xíu nữa. Lố quá rồi. Anh cứ click thôi. Tạm thời các bạn có thể thấy là nó chưa có đẹp lắm. Tuy nhiên là chúng ta cứ tạm thời như vậy đã, cứ đi từ 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 từ. Tại vì riêng cái việc xóa sửa như này thì nó cũng bản chất thì nó đã tốn thời gian rồi. Đây tương tự vậy, các bạn cứ kéo xuống một chút xíu sao cho nó vừa phải. Chúng ta có cái mẫu chúng ta đi thôi. Ta có thể đi kỹ lại sau. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta cứ đi từ từ đã. Có thể nó chưa đẹp lắm, tuy nhiên là cứ từ từ. Cứ đi từ từ như vậy. Nếu bạn nào cảm thấy cái tút này nó hơi phiền phức, tốn thời gian thì ta có thể bỏ qua cũng được. Tại vì biết tại sao cái tút này là tút nâng cao, cho nên mình cũng không có trông đợi gì lắm là nhiều người coi. Ok. Ví dụ như là bạn nào muốn đi sâu hơn thì ta có thể coi cái tút này. Tiếp tục ta cứ lấy mẫu và ta đi lặp như vậy. Ở những cái khúc như thế này nè, cái khúc mà nó như vậy thì chúng ta có thể lấy mẫu ở phần bên này đã đưa qua. Các bạn có thể thấy là đây nó bị ngược, cho nên là đây chúng ta sẽ phải đảo nó lại bằng cách như sau nè. Click vào cái đây clone brush, clone sword ở đây, có thể vào window thì các bạn sẽ thấy cái clone sword đây, và window clone sword nó sẽ bật cái panel clone sword ra. Và đây chúng ta sẽ đảo ngược nó lại, click vào đây ha, đảo lại đó. Thì các bạn click ở đây nè, các bạn có thể thấy nó đã bị đảo lại rồi. Đây có thể tắt đi đó, như thế này đảo lại nó lật ngang ra rất là tiện ha. Đây chúng ta chỉ việc click vài cái thôi rồi ok. Tạm thời ổn cái vị trí đấy, tắt này đi. Có thể là mình sẽ cho nhỏ lại chút xíu ở đây và mình sẽ lặp lại cái đống ở phía trên này. Các bạn cứ đi dần dần thôi ha, các bạn không cần phải ngay từ đầu là chúng ta đã làm nó đẹp ngay đâu. Chắc chắn là không được đâu, cho nên là mặc dù là có cầu toàn nhưng mà cũng đừng cầu toàn quá. Ok, thế thôi. Nhưng có thể thấy là đây cũng khá ổn rồi. Mặc ở đây nó vậy là chưa là mình lắp lại cho xíu. Rồi, phần trên này nó cũng tương đối rồi đó. Các bạn có thể thấy bật tắt đi nè. Chúng ta mất phần lắp rồi. Ok, đã, khá ổn đấy. Tiếp theo chúng ta quay trở lại cái clone. Công cụ clone này thì phím tắt là S. Chúng ta có thể chọn S cho nó nhanh. Nhớ là chọn nhớ là click Ethernet trước ha, sau đó mới click và chúng ta lắp đi. Ở cái phần
bắt đầu chúng ta làm đa phần thì các bạn sẽ thấy là những có những cái texture nó bị lặp lại, và những cái phần này chính là cái phần làm cho bức hình chúng ta nó trông nó ảo và nó dễ bị lộ là chúng ta xóa. Nhưng mà không sao, ở cái bước đầu tạm thời chúng ta cứ làm cho nó lặp lại đã. Cái chính của chúng ta là làm cho cái vật thể nó biến mất trước, sau đó những cái vùng lặp lại như này các bạn có thể thấy là đây nó dọc dọc, lát nữa chúng ta có thể đi sau đó, không có quan trọng lắm. Cho nên là chúng ta làm sau ha, những cái chi tiết làm cho thật hơn thì chúng ta sẽ làm sau. Ok, đây là mình cứ đi từ từ thôi. Cảm thấy vậy là khá ổn rồi đó. Rồi tiếp theo, bắt đầu phần phía dưới này. Ở đây mình bấm lỡ bấm delete. Rồi ok, được rồi. Ok, tiếp theo ha, mình sẽ xóa cái chân này đi, cũng trên cái lon này thôi. Và chúng ta sẽ lấy mẫu ở đây này. Click. Các bạn có thể thấy là nó bị chênh lệch cái vùng sáng, nhưng không sao, lát nữa mình sẽ chỉnh lại. Mình cứ tạm thời chúng ta, cái bước đầu này chủ yếu để vật thể biến mất. Tạm thời nhớ như thế để ta không có bị gọi là sao nhãng, bảo sao thằng này nó làm tút nâng cao mà hình làm tới phút thứ 11 rồi mà hình nó vẫn làm như shit. Ok ha. Ở đây chúng ta tạm thời cái làm cho nó mất đã. Rồi. Ok, để xóa cái chân. Để xóa cái chân này thì chúng ta sẽ phải có một cái phần lặp lại, cái phần phía trên này, cái mép viền của cái nắp cống. Viền nắp cống thì ở đây chúng ta không có. Chúng ta có thể thấy là cái nắp cống này không có cái viền ngoài để chúng ta lấy được. Cho nên là mình sẽ lấy mẫu ở đây. Đó, tại vì chúng ta lấy cái mẫu đá granite này. Đó, lấy mẫu ở đây. Bắt đầu đưa tới đây và chúng ta lắp lại. Đó. Chúng ta cứ phải liên tục chúng ta quan sát, tại vì chúng ta cần những cái mẫu để chúng ta có thể sử dụng được. Ví dụ như ở cái phần phía dưới này, các bạn có thể thấy chúng ta sử dụng được cái phần viền này này. Có thể tạm thời chúng ta bỏ luôn cái này đi. Đó. Rồi, tạm thời như thế. Tiếp theo, ở cái phần này là phần củ khoai nhất đây. Đó là cái phần viền ngoài này. Và ở cái viền ngoài này thì cách làm như sau này. Chúng ta sẽ click vào trong cái rule này ha, cái rule L, cái thước á. Nếu các bạn không thấy cái rule thì các bạn bấm Ctrl R hoặc các bạn vào view và check vào cái rule này, đó Ctrl R. Thì đây các bạn sẽ click kéo thả ra đây. Chúng ta có một cái mốc chúng ta biết được là cái vùng ok là nó cái cạnh này nó tới đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ click ở đây. Lấy ở đây là mình đang sử dụng lasso tool và polygonal lasso tool, đó là cạnh thẳng đó. Đó, chúng ta click đây cái và đưa tới đây. Sao cho nó hợp lý tí. Ok, có thể là đó, tạm thời như thế đó. Tạo thời đây là mình tạo ra được một cái góc, các bạn có thể thấy là mình đã tạo được một cái góc như thế này. Thì đây chúng ta chỉ việc clone vào cái vùng này thôi. Ok ha. Ở cái này thì các bạn có thể thấy cái vùng lấy mẫu chúng ta khá là bé, cho nên là chúng ta sử dụng cái brush, cái size của cái clone đó, nó bé bé thôi đó. Tiếp tục chúng ta cứ clone vào vùng này tương tự như vậy. Đó, chúng ta cứ đi từ từ. Không cần phải vội, tại vì cái này đa tới đây là bắt đầu củ khoai hơn ở đây. Đó là khi mà chúng ta bật cái align này lên á, mặc định khi chúng ta click và chúng ta kéo thì cái vùng lấy mẫu thì nó cũng kéo theo. Cho nên là đây mình muốn cái vùng lấy mẫu chúng ta quá là bé đi, cho nên là mình muốn chốt cố định cái vùng lấy mẫu này, nó không có chạy theo cái khu vực mình click nữa. Cho nên là mình sẽ tắt cái align đi. Và đây ta click cái này thì sau khi chúng ta click liên tục thì nó sẽ không có bị mất cái khu vực lấy mẫu đi. Nó các bạn thấy không? Nó không có bị thay đổi. Đây là hơi. Chỉ khi chúng ta click chuột và giữ chuột kéo đi á, thì nó bị theo thôi. Còn không ta click là nó cứ giữ lấy cái vùng lấy mẫu cũ. Thì nó click thì nhìn nó khá là ổn. Ổn, ý mình là ổn. Rồi. Ok, tạm thời thế. Đó, chúng ta Ctrl D, chúng ta bỏ tạm bỏ đi. Các bạn có thể thấy là chúng ta tạo được cái cạnh rồi. Ở đây chúng ta có một cái mẫu cạnh rồi đó. Đó là cái vùng này này. Đó, ta cứ lấy này và bỏ vào đây lấp. Ở đây mình đã bật lại cái align rồi, cho nên là cái vùng lấy mẫu khi mình click rời rạc như vậy thì nó cũng chạy theo. Ok ha. Đó. Yeah.
Tiếp theo, cái vùng phía dưới này chúng ta làm cho cái này nó chạy theo chút xíu, nhưng mà phần này phần sáng ở ngoài cho nên là mình muốn cho nó thẳng thẳng chút. Các bạn thể thấy là cái phần góc trong này xài được đó, cho nên là mình sẽ lấy ở đây đưa ra. Ok, cạnh trên đó, chúng ta cứ click dần 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 dần. Rồi ở đây chúng ta bỏ cái viền cạnh này đi được rồi. Chúng ta cũng sử dụng move tool này, ta click chuột và kéo cho nó vào cái rule là tự động nó biến mất thôi, hoặc là bấm Ctrl H thì phải, nhớ không nhầm là Ctrl H. Tiếp theo là cái cạnh phía trên này ha, chúng ta click đây này, thì tiện thời mình lấp luôn cái quỷ này lại cho nó thẳng thớm, nhìn cho nó đẹp. Đó, đây chúng ta cứ click alternate và click liên tục ở đây, chúng ta tạo ra cái mẫu, chúng ta lấp dần 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 đi. Có những cái khu vực các bạn cảm thấy bị lặp lại như mình đã nói rồi, các bạn cứ làm từ từ thôi. Ok, ở đây chúng ta sẽ cho cái hardness nó tăng lên một chút xíu để chúng ta cho cái cạnh phía trong này nó đẹp đẹp. Tại vì khu vực này cái màu nó hơi tương đối nó đồng nhất, cho nên là khi mà chúng ta phóng to lên á thì nhìn nó cũng không có bị để ý quá đâu, cho nên chúng ta không cần phải khắt khe quá nhiều ở những cái khu vực cạnh như thế này. Ngoại trừ những cái hình mà cái cạnh nó quá rõ thì các bạn cố gắng tạo làm sao để cho nó gọi là nó đẹp ha, nó ok một chút xíu. Rồi ok, thì đây các bạn thấy là chúng ta xóa đi khá ổn đấy ạ. Đó. Đây còn ở đây phía dưới này nữa. Thì đây chúng ta cái chân này thì mình cũng sẽ đây cho cái hardness cho nó mềm mại một chút xíu, và đây mình sẽ biến mất cái chân này đi. Đó. Click dần dần thôi là nó sẽ mất. Ok, rồi tạm thời chúng ta làm cho nó mất đã. Rồi ở đây cái khu vực này thì có một cái mẹo nhanh là chúng ta không cần phải clone đâu. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái layer gộp là layer của tất cả bên dưới. Chúng ta bấm Ctrl Shift Alternate E. Đó, thì đây nó sẽ ra cái layer này. Đó, là layer gộp hết lại dưới. Các bạn cứ để những cái layer ở dưới mà để nguyên vậy ha. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái Path Tool. Tại sao mình phải gộp lại? Tại vì cái Path Tool này nó chỉ tác động được ở trên cái group chung thôi. Chứ còn cái group trống như vậy khi chúng ta khoanh một cái mà move đi thì nó sẽ không có cái tác dụng gì hết. Ok ha. Mình cũng sẽ click chuột và tạo cái vùng chọn. Sao cho nó đẹp đẹp chút xíu. Nó kỹ chút xíu, đừng có va vô trong cái kia. Rồi ok, tạo xong rồi. Click kéo ra ngoài này, thả ra cái. Xong, đẹp. Khá là nhanh. Rồi ở đây các bạn có thể thấy là cái con đường chúng ta đang tởm lợn lắm để thấy là nó bị lặp lại mà, cho nên là đây chúng ta sẽ cũng sử dụng path tool này, ta khoanh vùng những cái khu vực như vậy và chúng ta sẽ kéo thả ngẫu nhiên và nó sẽ bớt đi cái chuyện nó bị lặp lại đó, ta kể cả những cái vùng sáng 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 như vậy. Ok, rồi ở đâu nó đẹp đẹp chút xíu không, thế là mình sẽ lấy nguyên cái khúc bên này để lấy cái mẫu mà ta đang cần cái mẫu đó. Đây cứ đi dần dần như vậy, nói chung là cứ lắp dần dần lại thì nhìn nó sẽ rất là tự nhiên thôi. Ví dụ như đây các bạn thấy đây là đang bị lặp lại nè, thì đây mình cũng click bỏ bớt đi để nó không có bị cái hiệu ứng lặp lại nữa. Lặp lại ví dụ như là chúng ta không có cách nào khác nữa thì để nó lặp lại một hai lần thôi thì nó cũng ổn, chứ còn mà lặp lại liên tục như vậy thì nó cũng ghê ghê. Rồi ok, ở những cái khu vực mà nó gần gần như này, còn một cái lưu ý đó là về cái quy luật xa gần á. Ví dụ như là ở những cái texture mà nó ở xa như thế này thì những cái hạt hạt ở trên cái mặt đường á chắc chắn nó sẽ phải nhỏ hơn so với hạt hạt ở đây. Cho nên là nếu các bạn khoanh khoanh như vậy á thì nhớ là ví dụ như là chúng ta khoanh cho nó tương đồng với cái mặt phẳng ha. Ví dụ như là khu vực ở đây chúng ta khoanh, chúng ta thả vào đây, ta để lấy mẫu nè. Ta có thể lấy mẫu khu vực trong này đó, thì nó sẽ nhìn nó sẽ thật hơn. Ha, lúc nào cũng phải như vậy, nó trình ảnh thì đa phần nó dựa trên những cái gì nó thực tế thì chúng ta làm ra cái hình nhìn nó cũng sẽ thực tế. Rồi ok,
chúng ta có thể tạm coi là đã xử xong cái mặt đường rồi. Zoom ra zoom giờ là sao? À, nhìn nó vẫn hơi ghê ghê tí nhưng mà cảm thấy chắc cũng không tới nỗi nào đúng không? Không, cái này phải để cho các bạn đánh giá thôi. Rồi ok, tạm thời thế. Rồi tiếp tục phần dưới này, mình để cho cái váng váng này cho nó trùng trùng lại tí, chỉ việc khoanh như thế này, thả qua đây đó, có thể thấy là nó khá là hợp rồi. Tiếp theo ở khu vực này chúng ta cũng chọn như thế này và ta đưa đến khu vực cạnh cạnh đó, nó sẽ lặp lại lại. Cái đặc biệt của cái thằng path tool này là sau khi chúng ta lấy mẫu, chúng ta kéo đi xong đó, tự động thì nó sẽ blend lại cái màu sắc rồi cái độ mờ đục này nọ cho nó phù hợp. Cho nên là bởi vậy mình mới nói là cái công cụ path tool này là cái công cụ mà mình xài nhiều nhất. Ok, ở đây có thể là cái pattern nó, cái texture nó không có giống lắm, tuy nhiên là áp dụng vô thì nhìn nó cũng hợp hợp, cho nên là mình dùng luôn cho nó nhanh. Ở đây tương tự với lại cái dấu vết cũ của cái đĩa, chúng ta cũng sẽ kéo click bỏ ra ngoài. Cái mặt, tại vì cái mặt các bạn thể để ý là cái hoa văn á, tạm gọi là cái hoa văn, thì ở cái mặt phía trên này thì nó cũng tương tương đồng với dưới này, cho nên là nếu mình muốn cho nó đẹp đẹp chúng ta có thể lấy phía dưới này cũng được. Rồi xong rồi đó. khá là nhanh ha. Ở đây ví dụ như là cái clone này thì mình sẽ thể là bỏ cái vết nước này đi, nhìn nó dơ dơ thế nào á. Rồi đó, rồi thì đó chúng ta đã xóa đi được cái thùng rác khá là ổn, không biết chúng ta còn lại cái gì nữa hay không. Tuy nhiên là cái việc chi li hơn thì cái việc này sẽ để cho các bạn làm. Ok ha, Ctrl Shift E gộp hết lại và chúng ta có một cái hình after đây là before này, after, before, after. Các bạn thể thấy là nhìn nó cũng khá tự nhiên ha. Nếu như mà chúng ta không phải người chỉnh á, cái cách mà mình hay dùng để chúng ta biết được là chúng ta chỉnh có đẹp hay không, có tự nhiên hay không, đó là đừng có nhìn bằng mắt của mình, mà sau khi chỉnh xong rồi á, gộp hết lại, sau đó nhờ một người khác á, người ta coi giùm mình, thì người ta sẽ biết được là cái mức độ, cái phần trăm thực tế của cái hình nó nằm ở đâu, thì lúc đó nó sẽ hay hơn. Chứ còn cái góc nhìn chúng ta nó hơi chủ quan, cho nên là nhìn vào hình chúng ta lúc nào mình cũng cảm thấy là nó dở hết á, cho nên là nhờ một người khác nhìn thì nó sẽ ổn hơn. Rồi tương tự với những cái vật thể khác, ví dụ như là cái ly này hoặc cái vết nước phía dưới này chẳng hạn, thế cái việc đấy thì mình để cho các bạn làm. Rồi thì tạm thời là ok vậy thôi, tại vì cái mức độ cái chủ chủ đề chúng ta hôm nay là xóa vật thể, cho nên là mình cũng chỉ làm tới đấy thôi chứ không có chỉnh lại sáng sửa gì khác nữa. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi tút này, và mình hy vọng cái tút này một phần nâng cao và tương đối nhẹ nhàng như thế này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Tại vì cái trường hợp xóa vật thể, xóa người hay là xóa rác rưởi này nọ đó, thì các bạn hầu như lúc nào cũng phải cần tới để làm cho cái hình chúng ta nó sáng sủa hơn, nó sạch sẽ hơn, và nó làm cho cái hình chúng ta nó nổi bật được cái chủ thể hơn. Và hẹn gặp lại các bạn vào tút sau. Hiện tại thì mình tương đối bận, cho nên là cái lịch ra tút thì nó cũng giãn thời gian, cho nên là hy vọng các bạn có dành nhiều thời gian để thao tác lặp đi lặp lại. Cũng nhắc lại các bạn là mình đang để cái link ở ngay phía dưới đó ha. Rồi ok các bạn theo dõi tút này, hẹn gặp lại các bạn vào tút sau. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP4Shop.com. Bye bye.